Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Mimosa Viên An Thần được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm OPC. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Mimosa viên an thần cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Mimosa Cho một viên Cao bình vôi 49,50mg Tương ứng với Củ bình vôi Tuber Stephanii 150mg Cao Mimosa 242mg Tương ứng với Lá sen, Folium Nelum Binis tám 180mg. Lạc tiên, Herba Passiflore Foetide, 600mg. Vông nem lá, Folium Erythrinae Variegate, 600mg. Trinh nữ, Herba Mimose Pudici, 638mg. Tá dược vừa đủ một viên. Lactose, tinh bột ngô, bột Bocellulo, tinh bột Glycola Natchi, bột talc, magnesium stearat, màu xanh indigo carminlex, chitosan bột, natri benzoat. Chỉ định của Mimosa. Dùng cho những trường hợp mất ngủ hoặc giấc ngủ đến chậm, suy nhược thần kinh. Dùng thay thế cho diazepam khi bệnh nhân bị quen thuốc. Chống chỉ định của Mimosa. Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Liều lượng và cách dùng Mimosa. Liều thông thường Người lớn uống mỗi lần 1 đến 2 viên, trước khi đi ngủ 30 đến 60 phút. Trẻ em 5 đến 15 tuổi uống nửa liều người lớn. Hoặc theo sự chỉ định của bác sĩ. Thận trọng khi sử dụng mimosa. Không dùng quá liều chỉ định. Sử dụng cho phụ nữ có thai. Chỉ sử dụng khi có chỉ định trực tiếp từ bác sĩ. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Mimosa Viên An Thần, đồng thời biết cách sử dụng Mimosa Viên An Thần sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham